Nhân thống đấy. Đi cái lối này là vào chùa thẳng đây. Đấy, thẳng vào chùa đấy. Thế chứ có không biết lối đi rồi đấy. Bà ơi, rồi cẩn thận đó, bà nó nhịu thật đấy. Nhịu thật đấy. Thế là cũng biết lối đi ngon mà đấy. Thì hôm trước là em đi vòng ở lối đằng nhà trường học nhé. Còn em 59 cân đây. Ôi thế mình mặc tôi cỏ. Nó tôi cỏ. Tôi 57 cân. Đây chứ về 68 cân đấy bà. Ui thế á. Vâng, 68 cân từ đợt ốm giờ là xuống. Em xuống 2 cân đây này, hơn 2 cân đây này. Ra xuống sông 3. Chùa chùa điện đẹp bây giờ là đẹp nhỉ. Ui giời ơi, đẹp. Chùa hết rồi này. Ôi, xe đâu, để xe đâu. Cái ánh đâu, ánh đâu. Để xe đâu rồi? Ánh ở bên đấy nó có gì.